Chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của Travelers. Nhìn những hình ảnh vừa rồi, các bạn có đoán được địa điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ đến là đâu chưa? Vâng, những thước phim lãng mạn cùng dàn diễn viên toàn trai xinh, gái đẹp như Trần Kiều Ân, Minh Đạo hay nhóm F4 huyền thoại một thời thì chắc chắn chỉ có thể đang nói đến là Đài Loan. Nhưng đó chỉ là một phần của đất nước xinh đẹp này thôi nhé. Đối với những ai yêu du lịch thì đây là một địa điểm đến cực kỳ lý tưởng mà các bạn nhất định phải ghé thăm đó nha. Còn nếu bạn đang chuẩn bị một chuyến đi đến Đài Loan hoặc đơn giản hơn là bạn muốn tìm hiểu thêm về đất nước cũng như con người nơi đây thì hãy cùng mình phiêu cùng clip này nhé. Nào, mình cùng đi thôi! Đài Loan không chỉ được biết đến như một trong bốn mãnh hổ kinh tế của khu vực Đông Á mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nét cổ kính, đậm chất văn hóa đặc trưng của những làng cổ tại miền Sơn Cước hay những thành phố hiện đại với những trung tâm thương mại sầm uất và những thắng cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn. Đây chắc chắn sẽ là hành trình đầy thú vị với những ai đang muốn tìm kiếm những giây phút thư giãn tuyệt vời bên bạn bè, người thân. Với phong cảnh thiên nhiên đa dạng, phong phú, đến Đài Loan, các bạn có thể đi bộ ở khu ngoại ô thành phố hoặc đi dọc theo các khe suối. Thậm chí, các bạn có thể leo lên những ngọn núi cao để ngắm nhìn cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Công viên quốc gia Taroko, Hoa Liên là một trong những điểm đến hấp dẫn tại Đài Loan. Chắc chắn bạn sẽ bị mê hoặc bởi khung cảnh núi non hùng vĩ và đại dương xanh bao la. Tại Hoa Liên, điểm thu hút du khách nhất là hẻm núi Taroko, dài 19 km, nằm gần bờ biển. Đến Đài Loan, bạn không thể không đến khu chợ đêm Sĩ Lâm. Đây là chợ đêm lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Đài Bắc. Với khách nước ngoài, họ còn ưu ái gọi bằng cái tên khác là chợ ẩm thực, bởi nơi đây có rất nhiều những món ăn ngon nước tiếng, hòa mình vào không gian văn hóa và thưởng thức ẩm thực đường phố hấp dẫn, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị của bạn. Hãy tạm rời xa thành phố đông đúc, náo nhiệt để đến thăm vườn quốc gia A Lý Sơn, nơi được ví như tiên cảnh tại Đài Loan với một không gian hòa hợp giữa thiên nhiên và đất trời. Đến đây, đừng quên ngắm mặt trời mọc trên núi, thả mình vào biển bay bềnh bồng để cảm nhận những gì tinh túy nhất mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Làng cổ Cửu Phần, tọa lạc trên núi cao Kỳ Lung, mang nét đẹp cổ xưa như một bức tranh cổ tích mộng mị đầy huyền ảo. Nhấm nháp chút vị trà vùng cao, thưởng thức những chiếc bánh dân dã, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên và không gian đậm chất Trung Hoa với đèn lồng đỏ treo cao, cũng như cảm nhận cuộc sống bình yên nơi đây, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn quên lối về. Những ai yêu thích sự lãng mạn và từng xem bộ phim You Are Apple of My Eyes hẳn sẽ mê mẩn với vẻ đẹp của phố cổ Thập Phần, địa danh xuất hiện trong một phân đoạn ở gần cuối phim. Ngoài nét đặc sắc trong khung cảnh, nơi đây còn có hoạt động thả đèn trời đậm nét văn hóa đặc trưng. Chính bởi nét thơ mộng vốn có mà phố cổ Thập Phần là điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai khi đặt chân đến đất nước này. Đến với Đài Loan, các bạn đừng quên thưởng thức ẩm thực nhé! Chắc chắn những món ăn ngon quên dầu sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm khó quên! Một số món ăn như cơm thịt kho tàu, trứng đúc hàu, bánh bao áp chảo hay bánh dứa được đánh giá là vô cùng hấp dẫn, phù hợp với phần lớn khẩu vị của du khách đến từ bất kỳ quốc gia nào. Chính vì thế, không chỉ thử mà hãy thử thật nhiều khi đến đây nhé! Bên cạnh đó, Đài Loan vô cùng nổi tiếng với những món ăn đường phố phong phú, đa dạng. Bạn có thể thấy rất nhiều những quầy hàng bán đồ ăn ven đường hay bất cứ khu chợ nào. Tuy gọi là món ăn đường phố, nhưng chúng được chế biến rất đảm bảo và vệ sinh vì người Đài Loan vô cùng cẩn trọng trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nên, việc của bạn là cứ yên tâm mà thưởng thức thôi.
Được nhiều tạp chí du lịch đánh giá là một trong những điểm đến thú vị nhất thế giới. Chính vì thế, Đài Loan luôn là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những khách du lịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào đến Đài Loan cũng là hợp lý. Theo kinh nghiệm của Travelers, thì từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm chính là mùa đẹp nhất để đi du lịch Đài Loan, bởi lúc này khí hậu mát mẻ, thời tiết khô ráo, cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Mùa xuân và mùa đông cũng là khoảng thời gian thích hợp để đến nơi đây. Bạn nên tránh mùa hè vì lúc này thời tiết Đài Loan khá bất ổn, thường hay xảy ra mưa lớn và thậm chí là bão. Hãy lưu ý để chuyến đi của mình thuận lợi nhất bạn nhé! Đến với Đài Loan, bên cạnh việc vui chơi, thăm thú, thưởng thức ẩm thực độc đáo thì mua sắm còn là một việc hết sức thú vị. Các bạn có thắc mắc tại sao mình lại nói thế không? Đơn giản bởi vì ở đây có rất nhiều khu trung tâm thương mại hay những khu chợ với vô vàn những mặt hàng khác nhau cho các bạn lựa chọn nhé. Tuy nhiên, các bạn nên nhìn vào ngân sách của mình để cân nhắc, bởi chỉ cần các bạn lạc vào một khu mua sắm nào đấy thôi là các bạn đã có nguy cơ bị cháy túi rồi. Khu thương mại Y Trung, trung tâm thương mại giải trí EDA, East Metro Mall hay khu buôn bán quần áo Ngũ Vân Phố chính là những nơi bạn nên ghé qua. Chắc chắn bạn sẽ có được kha khá món đồ mang về đấy. Tuy nhiên, khi mua sắm tại Đài Loan, các bạn nên lưu ý một số điều nho nhỏ sau đây. Thứ nhất, đơn vị đo lường của Đài Loan có chút khác biệt, đó là 1 kg Đài Loan sẽ bằng 0,6 kg quốc tế. Thứ hai, giao dịch mua bán tại Đài Loan sử dụng chủ yếu là đồng đài tệ, một số ít cửa hàng sử dụng đồng nhân dân tệ và chỉ có những cửa hàng lớn mới chấp nhận thanh toán bằng USD mà thôi. Vì vậy, trước khi sang Đài Loan, các bạn nên đổi tiền để thuận tiện cho việc thanh toán nhé! Để đi du lịch ở nước ngoài thì điều đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó chính là visa. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2016, Đài Loan đã đưa ra chính sách miễn thị thực đối với 7 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, với điều kiện các bạn có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm tại các nước Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, EU, New Zealand hay Hàn Quốc. Còn nếu bạn chưa có những tiêu chí để được miễn visa như ở trên thì hãy nhấc máy lên gọi ngay vào tổng đài 0901 733 888 hoặc truy cập vào website www.travelers.vn để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nhé. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết để bạn có thể có được một tấm visa nhanh gọn và dễ dàng nhất. Về việc di chuyển từ Việt Nam đến Đài Loan thì có rất nhiều sự lựa chọn dành cho các bạn. Hiện nay đã có đến hơn 40 hãng hàng không khai thác tuyến đường bay đến đất nước này. 3 cảng hàng không quốc tế hiện tại đang phục vụ cho các chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan và ngược lại, đó là cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Có thể kể đến một số hãng hàng không khai thác các đường bay từ Việt Nam đến Đài Loan như Vietnam Airlines, Hồng Kông Airlines, Cathay Pacific Airways. Thời gian bay trung bình giữa hai quốc gia chỉ dao động trong khoảng 3 tiếng. Tuy nhiên, các dịch vụ trên các chuyến bay hầu hết rất tốt nên luôn tạo cảm giác thoải mái cho hành khách trên chuyến bay. Nếu các bạn có lo lắng về vé máy bay thì hãy nhấc ngay máy lên và gọi vào tổng đài 0901 733 888 hoặc truy cập vào website www.travelers.vn để nhận được những mức giá ưu đãi và giành được những voucher giảm giá mà Travelers dành tặng các bạn nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ subscribe kênh của chúng mình nhé. See you on the other side. Stay alive.